Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hacom. Và nếu khoảng tầm vài năm trước đây thì chắc chắn là việc các bạn biết một chút về máy tính, các bạn sẽ không bao giờ đi mua những cái bộ máy bộ lắp sẵn của những hãng như là Dell, Lenovo, những hãng thương hiệu lắp sẵn khác ấy. Tại vì vấn đề là mức thứ nhất là cái khả năng nâng cấp của linh kiện nó không cao, và thứ hai đó chính là chúng ta phải đi kèm những thứ nó không cần thiết, ví dụ như Windows bản quyền chẳng hạn. Anh em bình thường mua máy cơ bản thì chắc hẳn sẽ không mua Windows bản quyền đâu. Nhưng các hãng thì họ sẽ tinh giá Windows bản quyền kèm vào máy luôn. Và bản chất máy của họ cũng phục vụ cho những doanh nghiệp là chính. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã khác. Tại vì bây giờ hiện tại Hacom chúng mình đã có những bộ máy gaming build sẵn cho các bạn. Và nó tập trung vào những giá trị cốt lõi và bỏ những cái gì không cần thiết như cái mình vừa nói. Thì anh em sẽ tập trung vào hai giá trị. Một hoặc là sức mạnh cao, hoặc là thứ hai đó chính là về phần vẻ đẹp. Thì hôm nay đến một bộ PC gaming Hacom Tiger T28, thì bộ PC này chúng ta tập trung vào giá trị cốt lõi, đó chính là sự RGB. Bộ PC của chúng ta trong video này có giá là dưới 13 triệu, cụ thể là 12.999.000. Và đi kèm tới một vài những khuyến mại, anh em có một cái bàn chi chuột to, lên pin huyền thoại và có thể vài thứ khác. Nói chung là tùy lúc có những cái gì. Thứ hai, anh em nếu mà là doanh nghiệp của PC này thì sẽ có cái bộ thẻ bảo hành vàng, bảo hành tại nơi sử dụng. Và thứ ba đó chính là cái phiếu bảo dưỡng PC miễn phí chọn đời các bạn, chứ không phải chọn đời máy đâu, tức là chọn đời các bạn, bảo hành PC miễn phí luôn. Và nếu anh em mua kèm những phụ kiện khác, ví dụ như mua thêm RAM, mua thêm màn hình, mua thêm ghế thì đều được giảm giá. Đấy cái phần phụ thôi. Và còn phần chính thì với cái mức giá 13 triệu này thì chúng ta có cái gì bên trong? Giá trị cốt lõi thì chúng ta sẽ có là cái CPU là Core i3-12100F, chúng ta có mainboard là H610, 8GB RAM, còn cả Cortex 150, một chiếc nguồn 450W và kèm đó là rất nhiều RGB. Và tổng tất cả, tính cả quạt, tính cả tản nhiệt và tất cả bộ cây này thì cái mức giá nó lại hay hơn so với việc anh em mua lẻ, là chính anh em giảm được khoảng tầm 600.000, tức là 5%. Nói chung cũng khá là tiện rồi. So với việc anh em chọn lẻ thì anh em mua bộ máy bộ thì sẽ được giảm hơn. Nhưng mà từ đầu video mình đã nói bộ máy này nó tập trung chính, đó chính vào cái sự RGB của bộ máy, và tùy thuộc các bạn nhìn nó có đẹp hay không. Thì cái bộ máy này chúng ta sẽ có rất nhiều RGB. Chúng ta sẽ có ở đây, mình mở ra cho các bạn xem nhé. Chúng ta có hai con kính cả trước cả sau, nên là nhìn bên trong số đẹp tư rõ ràng hết. Đây, chúng ta sẽ có RGB ở mặt trước này. Đây là nhựa nhé, không phải kính nhé. RGB mặt thông này, RGB chỗ cover nguồn này, RGB chống cạc này. Và 6 cái quạt ở đây cũng RGB hết luôn. Và tất cả RGB ở đây thì có một đặc điểm, đó chính là mỗi thứ chạy một kiểu, các bạn sẽ không thể điều chỉnh được nó chạy kiểu gì. Nên là nếu anh em muốn một màu thì có vẻ là hơi khó, và các em chỉ để chạy lòng ngoằng này ở bàn thôi thì nó sẽ rất là RGB và đập lòe. Nhưng một điểm đáng tiếc đó chính là chiếc tản nhiệt Zosbo của chúng ta, thì mặc dù đây là một chiếc tản có cổng DRGB, tức là cổng 3 pin ấy, nhưng mà chúng ta lại không sán được cái này. Tại vì sao? Tại vì mainboard, đó chính là chiếc H510 của Gigabyte này, lại không có cổng DRGB, tức là chúng ta có một con tản nhiệt RGB nhưng mà không có màu. Về cổng kết nối thì chúng ta sẽ có là một cổng mặt trước thì có nút nguồn, chúng ta có nút reset này. Chúng ta sẽ có thêm một cổng 3.5 cho tai nghe, một cổng 3.5 cho micro này, và một cổng USB 3.0. Nói chung là cũng cơ bản, chả có gì nổi bật cả. Ở sau thì chúng ta sẽ có ở đây rất là nhiều, chúng ta sẽ có là 6 cổng USB, trong đó là 5 cổng 2.0 và một cổng 3.0 này. Có âm thanh 5.1 bình thường này, cổng LAN này, và có cổng xuất hình VGA, mặc dù đây là một bộ máy không có cặp màn hình onboard. Chúng ta có cổng PS2 khá là cổ lỗ sĩ, dành cho các bạn nào thích dùng bàn phím NKRO của Kinko ấy. Và tất cả cổng kết nối màn hình nó sẽ thông qua chiếc cặp 1.50 ở phía dưới này. Tức là chúng ta sẽ có một cổng DVI, một cổng HDMI và một cổng DisplayPort, tức các bạn cắm tối đa được 3 màn hình. Đấy. Rồi bây giờ mình mở ra mặt sau xem có dây dợ đi nào. Tại vì con cây này là một con cây có hai mặt, là cả trước cả sau đều kính, nên là thẩm mỹ mà anh em nhìn mặt trước nó đẹp, mặt sau nó không ra gì thì cũng vứt. Nhưng mà rất là may thì ban đầu mình nhìn là mình thấy mọi thứ khá là gọn gàng rồi. Tất cả dây đều đi theo là theo mấy cái đường dây để có sẵn ấy. Chỉ duy nhất một cái dây thít ở đây là màu trắng này, còn lại thì là màu đen hết. Và dây thì mình thấy dây là cũng buộc khá là chắc chắn rồi, nên là anh em mà đi cầm ship hàng qua các tỉnh ấy cũng thoải mái. Rồi còn bây giờ thì lại quay lại sau cái vấn đề này, chúng ta quay lại vấn đề cấu hình như thế nào. Nói chung là đẹp thì đẹp, nhưng cấu hình nó không ra gì thì cũng vứt.
Nên là với cái mức giá 13 triệu này thì trừ đi hết tất cả những thứ RGB, bao gồm là vỏ cây RGB này, quạt RGB này, tản RGB, chúng ta cũng khoảng tầm 10 triệu cho cấu hình. Và 10 triệu cho cấu hình này thì mình đánh giá nó lại cũng gọi là chấp nhận được. Tại vì các mình không phải là bỏ ra 13 triệu để mua một cấu hình, mà chúng ta có 10 triệu mà thôi. Chúng ta có 10 triệu thì chúng ta sẽ có một con tản cạc 1650, chúng ta có một con CPU 2100F. Mặc dù nghe nó có vẻ là không tiên tiến bằng con 13100F vừa mới ra xong của Intel đâu, nhưng mà các bạn có thể biết là hai con CPU đấy nó là hai con CPU gần như rename của nhau và tăng 100MHz xung, và giá nó đắt hơn khá là nhiều, nên là 12100F là một cái sự lựa chọn bây giờ nó khá là tốt, và các bạn chơi game cũng không cần cả con board làm gì cả, nên là 12100F cho chúng ta gọi là cái sự tối ưu về giá thành và hiệu năng. RAM thì hơi đáng tiếc, chúng ta có mỗi 8GB thôi, mà 8GB bây giờ anh em nào dùng thì biết đấy, anh em sẽ phải là chơi một thứ thôi, không bật được nhiều thứ một lúc đâu, 8GB là thiếu. Nên mình khuyên anh em nếu muốn mua bộ máy này thì anh em hãy thêm cho mình một thanh RAM nữa là thành 16GB để có thể gọi là thoải mái tất cả mọi thứ, tại vì RAM bây giờ cũng khá là rẻ mà, và anh em mua thêm RAM vẫn được khuyến mãi nữa mà, nên là hãy mua thêm RAM cho bộ máy này. Và tiếp theo đó chính là cái mainboard, thì chúng ta ngoài những cái cổng kết nối đã cắm thì chúng ta sẽ có thêm vài thứ nữa, bao gồm 4 cổng SATA. Trong trường hợp mà các bạn gọi là không muốn cắm thêm ổ cứng SATA thì cắm thêm SATA, nhưng thực sự bây giờ thì mình nghĩ là cũng ít các bạn còn dùng ổ SD SATA cho lắm, và cũng cổng fan các thứ nói chung cũng khá là hết rồi, tại vì đây là một chiếc mainboard H610 nên về cổng kết nối nó sẽ khá là thiếu ở trên mainboard, nó không nhiều như dòng B đâu. Và anh em nhưng mà một cái rất là hay đó chính là H610 bây giờ thì không như ngày trước, chúng ta vẫn có thể hỗ trợ XMP lên đến 3200, bớt 3200 trên con RAM này vẫn hỗ trợ được thoải mái, còn lên 3600 mới cần đến main B mà thôi. Và tiếp theo chúng ta cạc màn hình 1650 thì tí nữa chúng ta thử với game xem thế nào. Và điểm hơi đáng tiếc đó chính là bộ nguồn, khi mà ở đây do có lẽ mức chi phí đã dồn vào mấy cái thứ RGB xung quanh này nên bộ nguồn chúng ta chỉ có 450W mà thôi. Thì 450W này mặc dù đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng đó chính là FSP, nhưng mà đây là một cái dòng sản phẩm giá rẻ của FSP nên chúng ta sẽ không có chứng chỉ 80 Plus được chứng nhận ở trên chiếc nguồn này. Mặc dù hiệu suất của nó cũng được là trên 80% đấy, nhưng mà tức là có lẽ để giảm chi phí nên là họ sẽ không đưa số 80 Plus để kiểm chứng đâu. Nhưng mà dù gì thì FSP là một thương hiệu lớn, anh em có thể hoàn toàn tin tưởng vào thương hiệu FSP. Nhưng mà cái mức công suất 450W thì mình nghĩ là về sau nếu các bạn muốn nâng cấp lên những chiếc cạc như là 3060 chẳng hạn thì những bộ nguồn này các bạn sẽ phải thay. Và một điểm hơi buồn nữa đó chính là do đây là sản phẩm giá rẻ nên là FSP họ cắt cho chúng ta khá là nhiều thứ. Các bạn thấy dây nguồn 24 pin này là dây mỗi dây màu các dây này trên này, và những cái như là cái phần dây nguồn VGA này chúng ta bọc màu xanh khá là lệch tông. Nên là cái này thì mình nghĩ anh em nào có kiểu như là dư giảm một tí, anh em mua thêm bộ dây nối dài thì nó khoảng tầm mấy trăm nghìn ấy, nhìn thì nó đỡ ngứa mắt. Và hiện tại thì mình nhìn thấy là ở trong chúng ta có quá nhiều màu từ những cái dây nguồn như này thì mình thấy là hơi khó chịu thôi. Và bây giờ mình đã cắm nó vào góc gaming rồi thì các bạn nhìn thì tùy tâm các bạn, xấu đẹp là việc của các bạn nhé, tại vì bây giờ mắt thẩm mỹ mỗi người một khác nhau. Nhưng mà điểm chung các bạn sẽ cần đó chính là hiệu năng chơi game của một con máy gaming mà. Thì để so sánh chuẩn hơn thì hôm nay mình sẽ mang đến, ngoài bộ máy này có giá 13 triệu thì mình sẽ mang đến một bộ máy khác, đó chính là chiếc PC Gaming Hacom Tiger con T19. Thì con đấy nó lại không tập trung vào vẻ đẹp mà nó lại tập trung vào hiệu năng, thì nó sẽ thay giống gần như hết tất cả của chiếc máy này, nhưng mà thay vào đó chúng ta có cả màn hình là GTX 1660 Super và nguồn 550W thì các bạn sẽ tiện nâng cấp về sau hơn. Thì mình thử so sánh xem là phần vẻ đẹp tập trung vào thì em là ăn mất bao nhiêu phần trăm hiệu năng của anh em nhé. Và nếu để nói đến hiệu năng thì chiếc 1660 Super này vượt trội hơn thì thực sự là phải còn xem là game các bạn chơi là game như thế nào đã. Tại vì nếu như các bạn chỉ chơi các game online, game eSports thì mức hiệu năng chênh lệch của chúng ta gần như rất là ít. Chỉ duy nhất CSGO là 37%, còn lại Dota 2 và Liên Minh Huyền Thoại thì hiệu năng có thể nói là tương đương nhau, kể cả FPS trung bình lẫn FPS 1% lâu, nên là các bạn nếu mà chỉ chơi game online thì 1650 nó vẫn khá là ổn. Tuy nhiên mọi thứ lại đảo ngược hoàn toàn khi các bạn đến với những game offline, khi mà GTX 1650 tỏ ra đuối sức hoàn toàn và chỉ có thể lê lết ở mức thiết lập trung bình. Trong khi đó chiếc 1660 Super ở bộ máy PC Gaming Hacom T19 lại tỏ ra vượt trội hoàn toàn, khi mà không những cho FPS trung bình vượt trội hơn gần 40% mà phần FPS 1% lâu cũng đảm bảo trên 60, tức là những phân cảnh nặng thì các bạn vẫn đảm bảo là không bị giật hay là lag. Và sau khi các bạn đã xem được hết tất cả hiệu năng gaming của chiếc PC Gaming Hacom T28 này rồi thì các bạn cũng đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không? Và sau đấy là chỉ phần hiệu năng về chơi game thôi, còn hiệu năng tản nhiệt thì hoặc đây là một chiếc cây dạng open air, tức là nó
gần như thông thoáng toàn bộ tất cả các hướng xung quanh, nên là và chúng ta có một cái quạt tản nhiệt to đùng cho một chiếc CPU i3, cũng như chúng ta sẽ có rất nhiều quạt RGB ở đây, nên là đảm bảo được hiệu năng làm mát nó rất là tốt khi mà CPU chúng ta chơi game chưa khi nào quá được 50 độ và cả màn hình cũng chưa khi nào quá 60 độ. Và nếu các bạn chơi những game nhẹ như Liên Minh Huyền Thoại thì cả CPU và cả card ấy nó chưa bao giờ vượt 40 độ cơ, nên là đây là một mức nhiệt rất là mát. Vậy tổng kết lại nào, thì những chiếc PC Gaming Hacom nói chung và PC Gaming Hacom Tiger T28 trên bàn mình nói riêng này thì một lần nữa lại chứng minh là chúng ta có thể mua máy bộ với mức giá rẻ hơn máy lẻ. Và các bạn nếu mà gọi là thích kể cả màu mè hay là thích hiệu năng thì chúng mình đều có những lựa chọn phù hợp cho các bạn. Nên là cái thuật ngữ ngày trước đi mua hàng thì đừng bao giờ gọi là setup với thích my money ý, thì bây giờ nó lại khá là hợp lý, tại vì các bạn chỉ cần nói là bây giờ các bạn có bao nhiêu tiền, nhu cầu các bạn là các bạn cần đẹp hay là các bạn cần chơi game nó khỏe, các bạn cần kiểu gì, thì những bạn nhân viên tư vấn của Hacom chúng mình sẽ có những bộ máy build sẵn để dành cho các bạn, gọi là cầm lên mà không cần đợi lắp máy, thanh toán xong phát đi về luôn và chơi ngay lập tức. Mặc dù những lựa chọn linh kiện cho bộ máy này có thể là không vừa lòng tất cả 100% tất cả các khách hàng và tất cả các bạn đang xem video này, nhưng mà nhìn chung thì mình đảm bảo là nó cũng sẽ phù hợp đối với khoảng tầm 90% những cái nhu cầu sử dụng phổ thông bây giờ. Còn trừ khi các bạn mà cần những cái nhu cầu nó gọi là chuyên biệt đặc biệt hơn ý, lúc đấy chúng mình vẫn có rất nhiều những cái linh kiện lẻ ở Hacom mà chúng mình sẵn sàng để lắp thành bộ máy và đúng yêu cầu cho các bạn. Và các bạn nghĩ nào về chiếc PC Gaming Tiger T28 này, các bạn thấy 13 triệu nó có ổn không, hay là các bạn thích chiếc T19 hơn khi mà nó tập trung vào hiệu năng hơn là phần RGB, cho mình biết trong phần comment nhé. Và mình cũng để luôn link hai sản phẩm ở trong phần mô tả video nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong các video sau.